xin chào mọi người. Bây giờ mọi người cùng mình tập bài tập cardio giảm mỡ toàn thân. Bài tập có hai sự lựa chọn cho mọi người. Góc màn hình bên trái sẽ dành cho những người mới tập, còn bạn nào tập lâu rồi thì sẽ tập theo màn hình chính này nha. Bài tập hôm nay là ngày số 1 trong chuỗi 7 ngày giảm mỡ. Chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Động tác số 1, mình dang hai tay sang ngang, cúi xuống xoay người, đưa tay nọ chạm vào mũi chân kia và liên tục đổi bên trong vòng 30 giây tới. Nghỉ 10 giây và chuẩn bị đến với động tác số 2. Đan hai tay lại với nhau rồi mình vươn lên cao, đẩy căng ngực ra 2 lần và cúi xuống chạm tay xuống đất 2 lần. Những động tác đầu tiên này để mình làm nóng cơ thể nha. Động tác số 3, chống hai bàn tay và chân xuống để thân người tạo thành một đường thẳng và tư thế high plank. Đẩy lùi người về phía sau tạo thành tư thế chữ V ngược, sau đó lặp lại động tác về high plank. Bạn cần chú ý là luôn giữ lưng thẳng ngay cả khi đẩy người về sau nhé. Số 4, bật nhảy ra vào kết hợp với đưa hai tay lên cao và hạ xuống. Bạn có thể chọn động tác dễ dàng hơn bằng cách đưa hai chân sang bên chứ không bật nhảy giống như ở góc màn hình bên trái nha. Mình lùi một chân về sau và nhún xuống vào tư thế lunge, sau đó đứng dậy đá chân đó ra phía trước, hoặc là lựa chọn không đá chân ở mỗi lần đứng dậy nhé. Bây giờ chúng ta sẽ lặp lại tương tự ở chân còn lại nhé. Số 7 rất là dễ, bạn đặt hai tay sau tai, đá từng chân ra phía trước kết hợp với đưa tay xuống chạm vào mũi chân, tay phải chạm chân trái, tay trái chạm chân phải. Cố gắng thẳng cái đầu gối chân ra và cảm nhận bụng được gập lại ở mỗi lần đá chân lên. Động tác này giúp chúng ta đốt mỡ bụng đó.
Một động tác cardio rất là mới. Một chân mình đứng làm trụ, chân còn lại nhảy đưa sang ngang rồi nhảy vắt chéo sang bên. Chuẩn bị, bắt đầu nào. Ngang, chéo, ngang, chéo. Chúng ta chuẩn bị đổi chân thôi nào. Gồng cứng bụng lên chứ không được thả lỏng bạn nhé. Cuối cùng của hiệp này, mình bật nhảy squat lên trên, rồi lại bật nhảy squat lùi về. Hoặc bạn có thể chọn squat rồi bước chân lên trước, squat và lùi về sau. Và bây giờ chúng ta sẽ có 1 phút để nghỉ trước khi bước sang hiệp 2. Bạn hãy tranh thủ thời gian này nghỉ ngơi này, làm một vài động tác khiến cơ thể thoải mái hơn. Uống từng ngụm nước nhỏ này và thấm bớt mồ hôi nếu có nhé. Hiệp 2 chúng ta sẽ khó hơn một chút đấy. Bài tập này bao gồm 4 hiệp, trong đó 3 hiệp đầu tiên sẽ là tập cardio giảm mỡ toàn thân. Hiệp cuối cùng chính là giãn cơ. Giãn cơ là một phần rất là quan trọng, bạn không được bỏ qua đâu đấy nhá. Bây giờ bạn hãy lắng nghe âm nhạc và chuẩn bị sẵn sàng để vào với hiệp 2. Chuẩn bị vào động tác đầu tiên của hiệp này. Mình chống tay xuống vuông góc với thân người, đưa từng tay chạm vào vai bên đối diện. Nếu như bạn thấy động tác quá khó thì có thể thay việc chống mũi chân bằng chuyển sang hạ gối xuống nhặt. Luôn giữ lưng thẳng này. Khi đưa tay chạm sang hai bên thì gồng cơ bụng lại, ổn định thân người, không lắc lư theo đà của tay. Đứng lên nào, lùi chân phải về sau, chân trái trùng gối xuống, đưa hai tay lên cao, kéo thu chân phía sau về phía trước kết hợp với hạ tay xuống chạm gối để gập bụng lại, trọng tâm cơ thể dồn vào chân trước. Nếu thấy khó thì bạn hãy làm chậm hơn và không cần đưa tay lên cao nữa. Chúng ta cùng đổi sang chân bên trái nào. Bạn hãy nhớ là có sự lựa chọn cho động tác dễ hơn ở góc bên trái màn hình nha. Tonight is all for you and me, so baby.
4 đốt mỡ bụng cực kỳ hiệu quả. Dùng bàn tay và chân chống xuống sàn, giữ lưng thẳng. Mình chạy thu từng chân sát về phía ngực thật nhanh để giảm mỡ bụng nào. Động tác này sẽ khá mệt với những ai mới tập thể dục, nên là bạn có thể làm động tác này giống y như vậy nhưng mà chậm hơn và không cần chạy nữa. Số 15, bật nhảy chân trái, đá chân phải từ sau ra phía trước. Cố gắng giữ nguyên phần đùi bên phải này. Động tác này tác động vào phần mỡ bụng dưới. Sau 15 giây, bây giờ chúng ta sẽ đổi bên nào. Bạn có thể không bật nhảy nếu như cảm thấy quá mệt nha. Tiếp theo mình vào tư thế plank, bước chân phải sang, trở về, bước chân trái, trở về. Các bạn mới tập thì có thể chọn plank thôi, mình không cần bước chân sang hai bên nữa. Giữ thân người thật thẳng, không đẩy mông lên quá cao và cũng không được võng lưng. Đến khá là mệt này, chống đẩy. Mình sẽ chống đầu gối chân xuống sàn, hai tay chống cạnh ngực và thực hiện động tác chống đẩy thôi. Cố gắng giữ lưng thẳng nha. Nếu như mà chống đẩy quá mệt thì bạn có thể giữ nguyên tư thế này là được. Cứ cố gắng hết sức của bạn. Tell me what you have to go and drive me so crazy. Now I'm feeling lost without you and I just can't be without you, baby. Want you all night long. Động tác số 18 rồi, chúng ta sẽ giả vờ như đang nhảy dây, kết hợp với co từng chân vuông góc lại. Thực hiện động tác giống như ở góc bên trái màn hình nếu như bạn không muốn nhảy. Hai động tác cuối cùng của hiệp này, mình nằm nghiêng sang một bên, dùng khuỷu tay và bàn chân bên đó để đẩy toàn bộ thân người lên cao và giữ nguyên tư thế. Nếu như bạn cảm thấy khó thì hãy chống bằng khuỷu gối nha. Đẩy hông cao lên một chút nữa để mỡ hai bên eo dần biến mất nào. Mình cũng làm tương tự với bên còn lại. Cố gắng lên, đây là động tác cuối cùng của hiệp này rồi. Bạn sắp có 1 phút để nghỉ ngơi. Đừng ai bỏ cuộc tại đây nhá. Bây giờ mình dành tặng cho mọi người 1 phút để nghỉ ngơi lấy lại sức này. Hãy nghe nhạc và thư giãn trước khi tiếp tục với bài tập nha.
way too loud because we wanna. Picking up a love friends, fill up the car to lip bands because we wanna. We wanna. Yeah, we just wanna have fun. The trunk's full of wine. We're gonna stay up, have the time of our lives. The night is young, don't need anybody else. Thời gian 1 phút đã sắp hết rồi, mọi người đã sẵn sàng chưa? Đầu tiên mình sẽ chạy tại chỗ và đấm hai tay lên cao này. Không thích chạy thì bạn hãy đưa hai tay lên cao kết hợp với nâng chân lên chạm vào tay nha. Động tác chạy thì sẽ đốt được nhiều calo hơn. Mệt lắm luôn. Bật nhảy duỗi thẳng từng chân lên cao và hạ hai tay xuống, vỗ tay chạm với nhau dưới đùi. Gồng bụng lại để không bị sóc bụng nhé. Khi mệt quá thì bạn hãy tiếp tục di chuyển nhưng mà không cần bật nhảy nữa. Hãy nhớ là tiếp tục thực hiện động tác, không dừng lại khi chuông chưa kêu. Động tác số 3, chúng ta sẽ nhảy sang trái, lùi chân phải ra sau. Nhảy sang phải, chân trái lùi ra sau. Kết hợp với đưa theo tay nữa nha. Tất nhiên là bạn có thể chọn thực hiện động tác giống như ở góc bên trái. Không cần bật nhảy nữa, mình quỳ gối và chống hai tay trên sàn, giữ lưng thẳng, đá chân phải lên cao để tác động vào cơ mông rồi hạ xuống. Giữ chân ở trên cao, không chạm xuống sàn nếu như bạn muốn tập nặng nhé. Bạn không cần phải đá chân lên quá cao, tránh tình trạng võng lưng. Đá đến khi đủ để cảm nhận cơ mông hơi đau là được. Can't feel my body, cold against the concrete, but I can't seem to get enough. My mind is fixed on what I just need to be me. Chúng ta sẽ đổi bên nào. Nhớ là gồng bụng, giữ lưng thẳng, tuyệt đối không được võng lưng khi đá chân lên nhá. This is a no go. I just can't take hold. This is a danger zone. Back up and get me. So put your hand in mine. Follow me. Let me waste your time. Set up the do some stupid shit. Take a seat. Let me waste your time. Solve the top of time. Một động tác cardio đốt mỡ tiếp theo. Chống hai tay xuống sàn, bật nhảy về sau rồi lại trở về. Bật nhảy lên cao kết hợp đưa hai tay lên trên. Bạn hãy làm nhanh hết mức có thể của bạn. Những bạn mới tập thì sẽ làm tương tự như vậy. Nhưng mà thay vì nhảy thì bạn hãy bước từng chân nha. Treat you like you're heaven. Thought that I knew better. Falling for your innocence, acting like you're into me. I know this is hopeless. Động tác số 7, đứng hai chân rộng sang hai bên, trùng gối phải lại, dồn trọng tâm về bên đó và nhún thân người xuống, chân trái duỗi thẳng ra, sau đó đổi sang bên. Set up the do some stupid shit.
cuối rồi, chúng ta sẽ bật nhảy squat rồi mở hai chân ra thì đưa hai tay lên cao này. Lại lặp lại. Thực hiện động tác thật là dứt khoát, không được uể oải đâu nhá. Nếu như mệt rồi thì bạn hãy squat, bước sang phải, rồi squat, bước sang trái. Động tác tiếp theo này, mình đặt hai tay sau tai rồi chạy nâng cao đùi. Hai tay đặt sau tai để mình giữ cho lưng được thẳng hơn đấy. Không chạy nâng cao đùi được thì bạn hãy co từng chân vuông góc lại rồi hạ xuống. Đây chính là động tác cuối cùng của bài tập. Hai tay đan lại với nhau, bật nhảy mở hai chân ra thì đẩy hai tay xuống, trụm chân lại thì đưa tay lên. Rất là đơn giản như vậy thôi, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng để tập nốt 30 giây để bye bye mỡ thừa nào. Thêm 5 giây nữa. 3, 2, 1 và xong. Mình cũng mệt hết hơi luôn rồi này. Mọi người cũng vậy chứ? Bạn đừng ngồi xuống mà hãy đi lại một chút để nhịp tim hạ dần dần nha. Sau 1 phút nữa thì chúng ta sẽ thực hiện giãn cơ. Giãn cơ là để nhịp tim trở lại trạng thái bình thường, giảm tình trạng căng cơ và chấn thương khi tập luyện, giúp bạn sẵn sàng cho những ngày tập tiếp theo. Khi tập thể dục xong thì bạn hãy nhớ giãn cơ nhé. Giãn cơ đầu tiên, mình nghiêng đầu sang một bên, tay ôm lấy đầu và kéo nhẹ sang bên đó. Chúng ta đổi sang bên còn lại nào. Tiếp theo mình nắm lấy chân phải và kéo chân về sau chạm vào mông để giãn căng cho phần cơ đùi. Mình làm tương tự
còn lại. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I just want you, I just need you. I don't know what it is you do. I just want you. Chống hai tay xuống vào tư thế chữ V ngược nào. Mình ấn hẳn hai gót chân xuống sàn, ưỡn căng ngực ra để giữ cho lưng thẳng. Nếu như bạn cảm thấy đau quá không ấn được gót chân xuống thì có thể hơi trùng gối lại và kiễng chân nâng gót chân lên một chút, nhưng mà lưng thì nhất định phải thẳng chứ không được cong. Tiếp theo mình ngồi lùi người về sau, mông ngồi lên hai gót chân, hai tay duỗi thẳng ra phía trước, trán chạm xuống sàn và mình giữ tư thế này trong vòng 30 giây. Still you stay 'cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. Fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us. Chuẩn bị chống người dậy, chúng ta ưỡn căng ngực, ngửa cổ lên rồi cúi xuống quận tròn người lại. Cứ lặp lại động tác như vậy nha. Động tác này cực kỳ thoải mái. Nobody can see us. Still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. Với sàn, dần đưa hai tay về phía trước và hạ thân trên xuống đến khi cằm chạm xuống sàn. Nếu có thể thì bạn hãy hạ cả ngực chạm xuống sàn. We're pouring cup after cup after cup. Yeah, it's just the way we do it. Anything just to block out the real life, real life. Yeah, we're loving the way they think we're so messed up. Vắt chân chéo sang bên phải, vặn người sang bên đó và giữ tư thế trong vòng 15 giây. Not to be like them, them. We fly around like paper planes, they never know where we were. Bây giờ chúng ta sẽ đổi bên nào. Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. Và động tác cuối cùng, bạn hãy nằm xuống, hai tay nắm lấy hai bàn chân, kéo sang hai bên để giãn căng cho vùng khớp háng nha. Something different about us. There's something different about the way we are. Vậy là chúng ta đã cùng nhau hoàn thành bài tập của ngày đầu tiên rồi. Đừng quên ngày mai chúng ta có hẹn tập cùng nhau ở video ngày số 2 nhé. Hẹn gặp lại bạn vào ngày mai. Bye bye.